cái gì mà lấp ló ngoài đó vậy? Đâu có gì đâu, tại em nhớ anh thôi mà. Hết tiền rồi chứ gì? Thì bao lâu nay anh có giao cho em làm việc gì đâu, có tiền đâu mà xài. Ông ừ, hay là anh có tiền anh ứng cho em xài trước nha. Anh cho em mượn cũng được, rồi em đi làm từ từ em trả nha anh. Đang gom tiền đi lấy hàng, tiền đâu mà ứng? Lấy hàng mới hả? Lấy nhiều không? Ở đâu vậy? Em tại em nôn nóng kiếm tiền á, dạo này em bí quá. Sống trong cái nghề này nó càng ít càng tốt, không ai được biết tới công việc của mình, đi lệch đường ray là mệt lắm đó. Chỉ biết nghe lời chứ không được hỏi, nghe chưa? Dạ em biết rồi. Tại vì anh á, em mới nói vậy thôi, chứ em biết anh tin tưởng em mà. Với lại em chỉ biết có một mình anh à, phục vụ có một mình anh. Anh đừng có la em tội nghiệp mà. Anh la em vậy á, làm cho em buồn, em khóc, em cô đơn, em biết sống làm sao. Em chỉ cần nghe lời của anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nghe chưa? Ừ. Tránh ra. Alo, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chừng đó thì lấy cũng khoảng được 3 kg đó. Cỏ khác hả? Tôi chưa nghe tên đó bao giờ. Chắc là loại mới à. Thôi được rồi, cứ gặp nhau ở chỗ cũ đi. Anh có chuyện phải ra ngoài, có gì mình gặp nhau sau. Anh cho em đi theo với. Anh đã nói với em rồi, trong cái nghề này em mà biết càng ít thì em càng sống thọ đó, hiểu chưa vậy? Nghe chưa? Ừ. Má hay quá ha. Điện thoại gọi hoài cũng không thèm nhấc máy. Mặc dù má có ghét tôi đi chăng nữa đi thì cũng phải trả lời một tiếng cho tôi yên tâm chứ. Ủa, tại bây giờ anh cũng biết quan tâm thì má anh dự. Tôi tưởng là anh đi đánh đông dẹp tây, anh quên có mẹ già đi rồi chứ. Mẹ gì mà suốt ngày nghĩ xấu cho con không à. Chứ bị tột mốt. Dạo này tôi bận, công việc làm ăn thì khó khăn, cho nên không thể về thăm má được thì cũng phải thông cảm cho tôi. Với lại má nhìn tôi khỏe mạnh thì cũng phải mừng chứ. Rồi, tôi biết cái thân của tôi. Có con á, mà cũng như không có. Suốt ngày cứ lủi thủi một mình, thân già cô đơn. Thì tôi nói với má rồi, để từ từ rồi tôi sẽ đón má về ở cùng. Má cứ yên tâm, cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Yên tâm cái nội chi. À, chắc hôm ní anh đang cần cái chi mới về đây mà kiếm con da ní. Tao là tao đẻ ra cái thứ như mi, nhìn cái mặt mi là tao biết mi suy nghĩ cái chi rồi. Muộn chi nói đi. Má cũng tài ghê ha. Thôi tôi nói thẳng luôn, bây giờ tôi đang cần vốn để làm ăn lớn. Thì tôi tính về hỏi má cho tôi mượn, tôi sẽ trả lãi cao hơn bên ngoài. Mi tỉnh làm ăn cái chi? Công việc của tôi, má hỏi làm gì? Miễn là tôi làm ăn tử tế, không giết người cướp của là được. Yên tâm đi, lãi suất cao hơn bên ngoài. Hay là má bán quách cái nhà này luôn đi, rồi đưa cho tôi một ít số tiền còn lại đem đi gửi ngân hàng lấy tiền lời mà xài. Chú choa, bạn làm sao được mà bạn? Còn mỗi cái chỗ ari chui ra chui vô, bạn nó ra đường mà ở à?
mà có bạn cũng khó. Cái căn nhà ni muốn bạn là phải xin giấy xác nhận của cô của chủ mí coi có đồng ý hay không mới bạn. Rồi chia năm xẻ bảy cũng hết. Thôi dẹp đi, đừng có suy nghĩ tới nó, không bao giờ có chuyện đó hết. Thôi được rồi, nếu mà vậy má xoay cho tôi một ít đi, tiền vàng thì đô gì cũng được hết. Xong việc rồi tôi má muốn gấp mấy tôi cũng trả, được chưa? Không có đâu. Con với cãi chán chết đi, nhà hết cơm rồi đó nghe. Con có chán cơm hết nè, vừa tao ăn chán hết rồi tao nhìn đổi đó. Tủ cất đâu không biết nè. Ôi trời ơi trời, ôi trời ơi, trời ơi là trời, làm hết hồn luôn à. Nè, làm gì mà hết hồn vậy? Thì bà lù lù vô hết hồn, sống chịu gõ cửa gì hết trơn trội gì. Hả, bà đi đâu đây? Trời đất ơi, đây phòng tôi tự nhiên hỏi câu gì lạ vậy? Ủa, rồi đó, nãy bà qua nhà Cương phải không? Tưởng bà qua bệnh chơi chứ. Chơi với ai bên đó? Ông nghĩ sao vậy? Bà ăn hiếp tôi thì giỏi lắm, nói ra câu nào cũng được hết trơn à. Chứ không phải bà hợp với thằng Cương hơn tôi hả? Nè 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 nè, ông đi đâu vậy? Đừng có nói kiểu đó với tôi nghe chưa. Thằng Cương là đứa biết điều, ông dòm lại ông coi. Tại ông làm nó chán ngán. Tôi làm gì mà nó chán tôi? Tôi làm gì bà nói vậy? Thì đó, tự ông biết đi. Chuyện rành rành đó. Mày đặt hỏi. Nè. Hả? Ông thiệt đúng là lì lợm nha. Trời, tôi đã cấm cửa con mẹ quê rồi, sao ông cứ để con mẹ tao đây hoài vậy hả? Nè nghe, tôi là chồng của bà nghe, chứ không phải con của bà đâu. Lì là đi sao? Bà nói vậy là không phải bà chửi tôi hả? Tôi nói hoài mà ông không biết nghe làm chi hả? Không, tôi nhắc lần này lần cuối nha, ông không được hẹn hò con mẹ quê tới nhà tôi nữa nghe chưa? Ai hẹn hò đâu, tự động bà tới chứ bộ. Tới thì đuổi về, ai mượn ông tiếp? Thì cái thằng ở đợi nhiều chuyện quá. Nè, có bộ bà tin người ở ngoài hơn người trong nhà ha? Con mẹ quê có tới đây không? Có không? Thì có. Bà tới thì tôi kêu bà về, chứ có ai đâu mà ngồi tới mòn ghế hư ghế của bà đâu mà làm thấy ghê quá vậy. Quá đen. Làm gì mà ông lục lọi cái tủ mình vậy ta? Kiếm gì trong đây vậy? Alo, tao nghe đây. Sao rồi? Được rồi, ok. Cứ vậy mà làm nha. Anh trai, anh trai, đi đâu vậy? Cái gì nữa đây? Thế ghê không? Em út của anh không à, mà anh lạnh lùng vậy đó. Dù sao á, em cũng từng được anh tuyển vào đội miêu nữ, cho dù á bị thất sủng cũng đâu có đáng bị anh đối xử như vậy đâu. Thất sủng hồi nào? Anh á không có chút tình nghĩa gì hết trơn á. Xử với em lúc nào cũng thẳng tay hết trơn á. Không nhờ anh á hả, thì bây giờ hả, thì em đâu có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đâu. Thôi thông cảm đi, cái nghề miêu nữ coi vậy mà khắc nghiệt lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Nhưng mà nói gì thì nói á, em hả là em im anh dữ lắm á. Anh á, anh làm khó nhau thì có. Em hận. Thôi được rồi, anh đi nha, có gì liên lạc với thằng Nhung đi. Ê, khoan đã anh trai. Anh đưa em vé đi, em vả quá. Ê, chạy đi đâu? Nè, chưa anh, bây giờ thí dụ bây giờ em có hàng nguyên thùng, em alo cho anh được không? Cũng được. Nhớ là phải hàng ngon đó nha, chứ dở hơi như em là không được đâu.
Anh này kỳ quá. Em đã nói là hàng còn nguyên tem, đảm bảo. Ừ, được rồi. Đưa đi. Nè, nhớ là phải hàng ngon, đừng có dở hơi giống em đó nha. Cái anh này quỷ à. Cha nội này càng ngày sao càng phong độ đẹp trai vậy ta. Thấy là hơn nước hai xì dách luôn. Nhưng mà có điều á, keo hơn ổng. Mà thôi kệ đi, đi la này cần hết. Trời ông, hết hồn mày. Ủa, tưởng ông đi rồi chứ. Nhà tao mà. Mày qua đây làm gì? Ờ thì bà nhờ tôi qua đây quét dọn. Tưởng đi rồi. Ủa, hồi nãy thấy ông đứng ngóng ngóng ngoài cổng. Thôi mày ổn quá đi. Nhà của tao, tao muốn đi về nào tao đi. Tao muốn về nào tao về, tao phải trình báo mày sao? Dạ không phải. Hồi nãy vợ trong đầu ở Đinh Ninh á, là ông đi rồi. Vợ thấy ông mới hỏi. Thôi qua nhà lo chuyện với nhà đi. Đừng có một hồi trèo đèo lo chuyện người lớn, biết không? Ủa, tưởng Triệu Phong mới tới. Triệu Phong đi họp, tranh thủ ghé uống nước với Hạnh, sẵn đưa thuốc. Ờ, mày ngồi ngoài đây luôn ha. Mai mốt Phong cứ đưa toa rồi Hạnh đi mua cho, không cần phải đem qua đâu, mất công lắm. Đâu có được, thuốc này là uống theo chỉ định của toa bác sĩ mà. Hạnh không có tự ý đi mua được đâu. Ừ. Với lại đến đây uống cà phê không được sao? Cà phê sữa đá nha, để Hạnh vô pha cho. Măng chí. Đóng cửa. Đóng cửa. Ý. Đóng cửa hỉ. Anh ấy muốn đóng cửa. Đóng cửa măng chí. Hỉ. Đóng cửa măng chí. Vô luôn. Ừ. Vô luôn. Ăn luôn đi. Ăn. Ngồi xuống đi. Hả? Ngồi xuống. À. Chí. Múa hoài. Nôn quả. Dự không. Tường chó người ta leo cây. Làm chơi muốn trẻ ta. Trời, nó nhỏ chút được không? Nó lớn quá. Rồi cà chí. Đấy là cái nhà của em. Thử la lên thôi, có chí mà phải sợ. Không, cái chí, cái chí. Nhà có ai không vậy? Nhà ni hiền dơ, chỉ có mình em thôi. Cứ tự nhiên đi mà. Thôi, dầu sôi lửa bỏng mà cứ giỡn hoài. Người ta nhỏ mình muộn trẻ, chú ca rờn cái chí. Thôi, nè. Chí rửa. Ừ, nè. Đồ cưới của bà đó nghe. Wow, trời ơi, đồ cưới hứ. Ừ. Nhớ nha. Cái chí. Chỉ được cầm thôi đó. Ý em biết thôi. Không được bán nghe chưa? Biết thôi. Ôi chú chó ơi. Ôi là vàng. Vàng lập lạnh quả. Ôi. Ý vàng thiệt. Ừ, thì vàng thiệt chứ ai nói vàng giả. Thịt quả đỏ. Bởi túi là ganh tì lắm. Người ta thì được cưỡi bằng vàng rong. Còn túi thì vàng mạ đi. Rồi lông chỏ đi. Có cái chí đâu. Không có chiều, tuổi thân quả. Ủa đi mẹ. Chuyện đại sự không lo mà lo cái chuyện nhỏ nhặt không à. Cắt vô lại đi. Người ta giấu gần chết mà cũng bày ra vậy đó. Biết rồi. Thôi cắt vô. Xịt quá, xịt quá. Ui, cưng quả. Bữa nay quá đã cầm thêm vàng. Yếu lắm đó nghe. Ừ. Cái này cầm đỡ tôi nghe. Ừ. Giữ uy tín nghe. Biết rồi. Phải uy tín với tôi nghe. Ừ, biết rồi, nội hoài. Mà người ơi, bao nhiêu đây? Đủ không hỉ? Liệu cơm gấp mắm thôi. Ừ. Khả năng tôi chỉ có vậy thôi. Đòi hơn nữa cũng không có đâu. Làm gì mà có nữa. Đẹp nè. Quả. Nè à, nghe. Nhớ biên cái thiệp sang sang để mời thằng Cương. Mua cái thiệp mà lông gà lông vịt á, nó đánh giá nát cái nhân phẩm đâu. Biết rồi. Yên tâm đi. Em đảm bảo đếm thơ nhà của Lý Mạc Sâu hết sạy luôn. Ừ, nói được là làm được rồi nghe. Ừ. Thôi, bây giờ tôi về. Để lại tẩy hết. Ôi, người ơi, khoan. Người ơi.
giỡn dài quá. Tôi đang hồi hộp muốn đứt tim đây nè. Mà ca hoài. Không cho về đâu, người ta nhợ lắm. Thôi nghe nè. Cái chi? Có gì alo. Nhớ gọi sáng sớm lúc tôi tập thể dục đó nghe chưa? Ừ. Đừng có gọi nửa đêm nghe không? Biết rồi. Thôi đi vậy. Không khoan. Trước khi về phải húng một cái. Húng xong mà cho về. Húng hỉ. Hai ba. Húng đi. Húng. Này hai ba húng. Hai ba trời 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 ơi. Ông ní. Ôi chú chó vàng, ôi vàng thiệt, thiệt quá. Đẹp quá. Yumi thấy thế nào? Đẹp quá. Wow. Tất cả những thứ này là do anh trang trí hết đó hả? Ừ. Từ tay anh làm hết đó. Hôm nay anh muốn mọi người thật vui và thoải mái. Và đặc biệt là Yumi. Tại sao em lại đặc biệt chứ? Còn nhiều người khác nữa kia mà. Anh có đang ưu ái cho em quá không đó? Dĩ nhiên là anh phải ưu ái cho Yumi rồi. Anh làm em ngại quá à. Nhưng mà tiệc ngoài trời thích thật đó. Trong phòng thì ngột ngạt. Nhà anh mà có được không gian như vậy đúng là tuyệt vời quá. Yumi cứ khen anh hoài. Anh bể mũi mất thôi. Trời ơi, chú Tư ơi, chú Tư. Chú Tư ơi, chú Tư, chú Tư. Chú Tư ơi. Chuyện gì vậy bà? Có hai nhà không? Hai cậu đi rồi. Chú ơi, vàng tôi để trong tủ mất tiêu hết rồi. Trời đất, bà nói sao vậy? Vàng cất trong tủ sao mà mất? Trời đất ơi, mất thì tôi nói mất chứ không lẽ tôi dựng chuyện. Trời ơi, tôi mất nhiều lắm, tôi mất hết trơn rồi chú ơi. Tôi mất bộ xi men nè, dây chuyền nè, mấy chiếc nhẫn. Rồi cặp bông tai bằng đá quý của tôi nữa. Tôi thề đọc cho bà tin á. Tôi nói thiệt với bà, tôi không có tham lam bậy bạ vậy đâu. Bà phải đi báo công an thôi. Người ta sẽ điều tra ra thủ phạm thôi à. Đi, cái gì? Bà đi với tôi. Trời đất ơi, đi đâu vậy? Thì đi báo công an chứ đi đâu. Tôi có nghi ngờ gì chú đâu. Tôi chỉ nhờ chú qua quét dọn bên ngoài. Tôi đâu có đưa chìa khóa phòng cho chú đâu mà nghi chú. Thì đó, tôi chưa bao giờ bước chân vô phòng của bà. Bà chú, có lẽ là chú quên đóng cửa sổ cho nên là ăn trộm nó nhảy vô đó. Trời ơi, tôi có mở cửa sổ nhà bà bao giờ đâu mà đóng. Giờ bà coi kỹ lại coi, có dấu cạy tủ hay là lục tung đồ đạc trong phòng của bà không? Trời ơi, không. Chỉ có cái ngăn tủ nhỏ ở trong cái tủ áo dài. Rồi thì cái ngăn đó nó mở bung ra, tiền vàng tôi bỏ trong đó đó. Ê, nè, tôi nói bà nghe nè. Nếu như bà nói như vậy á, thì tôi nghĩ chỉ có người quen lấy thôi. Bà đi thưa công an đi, người ta điều tra lấy dấu vân tay là ra liền. Thưa công an thì dễ rồi. Nhưng mà... Nhưng sao? Nghe bà mất dạng tôi bực bội muốn chết nè. Tôi mới qua bển có một bữa mà mất dạng rồi. Bây giờ phải nhờ công an tìm ra thủ phạm để chứng minh cái sự trong sạch của tôi. Tôi nói thiệt là tôi không có nghi ngờ gì chú. Tôi chỉ qua hỏi chú là có quên đóng cửa sổ hay không thôi. Thí dụ tên trộm bên ngoài thì còn đỡ đi. Ôi, nhưng mà... thiệt tình à. Trời ơi, tôi nói cho bà nghe nè, nếu bà thương tôi á thì bà mau mau bà báo công an để người ta điều tra. Chứ kiểu này á, tôi khó ăn khó nói với cậu chủ tôi lắm. Ra thư công an thì được rồi đó. Nhưng mà lập sâm quá. Nói gì tôi không có hiểu gì hết trơn. Tôi nói quỵt tẹt cho chú hiểu luôn nè. Bà nghi ngờ ai? Tôi còn nợ tiền của cậu Cương nhiều lắm. Số vàng này á là của hồi môn của ba má tôi cho tôi lúc tôi làm đám cưới. Mà tôi giấu cậu Cương, tôi nói với cậu Cương là tôi không có tiền. Rồi bây giờ á, hô quán lên mất vàng. Mà nợ người ta thì không trả. Con có kỳ cục không? Chú Choa ơi, lập lạnh quá. Người ơi, em biết gì còn người là yêu em nhất thôi. Người là thần tài của em. Ê,
Mày giấu tôi nha đi. Vậy mà nó không có của chìm của nổi đây chứ đâu. Cái thằng đi, trả đây cho mà. Trả đây. Mày nghe tao nói chưa? Đưa đây, cái thằng đi. Trả đây cho tao, không giận nữa. Đi, cái đi là vụ đầu tư. Để tao chuẩn bị đầu tư cho đếm cá nhà của tao đó. Trả đây cho tao, thằng quỳ. Mà cũng giỏi quá ha. Đưa đây. Nè 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 nè. Tới bây giờ mà cũng có người cho má lừa nữa hả? Lừa chí? Thơ ca của má nghe như đấm vô tai vậy, không có tiêu nổi. Vậy mà cũng có người khùng dám đi đầu tư. Chắc chắn là một đi không trở lại mà. Nè, nghe tôi nói nè. Đưa tôi tái đầu tư. Cái gì? Một lời hai lời ba luôn. Sao? Má tha hồ xài. Chú chó, nói nghe hay quá. Kinh doanh thời buổi ní, làm chí mà về ăn. Tôi là con má mà nói má không tin. Đảm bảo luôn, một lời ba. Chơi không? Có không? Chắc chắn. Chơi thì chơi.